Anh chị ơi, tại quận 12 thì bên em lại vừa về một mẫu xe Mercedes GLK anh chị nhé. Xe rất là đẹp, biển Sài Gòn luôn. Đấy, vì vậy là anh chị cũng như là các bạn nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh miền Nam thì có thể qua quận 12 để xem xe cũng như là lấy cái mẫu xe Mercedes GLK 300. Con này thì sản xuất năm 2009 anh chị nhé. Dòng này thì chạy cực kỳ sướng luôn. Và với dòng xe Mercedes GLK thì anh chị cũng như là các bạn nào đang xem video của bên em thì cũng như là đã theo dõi kênh của bên em biết ạ. Dòng này bên em bán rất là nhiều. Bởi vì sao bán chạy? Bởi vì cái dòng xe Mercedes này thì GLK này form dáng của nó rất là đẹp rồi. Hơn nữa là nó lại dòng xe rất là nành máy anh chị nhé. Chạy ít khi hỏng vặt lắm. Bản thân em cũng chạy một con xe này như này rất là lâu rồi. Mấy năm rồi. Chi phí sửa chữa của nó thì cực kỳ thấp luôn. Chạy cực kỳ ngon. Xe thì vừa về, của con này thì vừa về bên em hôm qua xong đây. Vừa về xong nhé, xong bắt đầu em hôm nay lên sóng luôn cho anh chị và các bạn luôn. Đấy, không, chưa rửa dọn gì cả. Đấy, quay trực tiếp cho anh chị các bạn vào máy con này thì anh chị nhìn đây. Em quay sát máy, da máy của nó này anh chị nhìn đây. Da máy của nó là sáng quắc và da máy zin luôn anh chị nhé. Đấy, xe đẹp bao cho anh chị, rất là đẹp. Đây, pha đèn của xe này, sáng quắc luôn. Và đời 2009 xe thì chỉ có hơn 400 triệu thôi. Con này thì bên em cũng đã bán như con khác là 435 triệu. Xe này thì của một anh đấy thì anh ấy làm ở trong cơ quan nhà nước đấy, nên là có cái giấy ra vào cơ quan để đủ hết. Thì con này thì mới về chiều hôm qua xong thì hôm nay sáng nay em lên sóng cho anh chị các bạn luôn. Con này bao cho anh chị các bạn là rất là đẹp luôn nha anh chị nhé. Đấy, Mercedes GLK dòng này thì bên em cũng có một con màu trắng nữa này, bán tải này, đấy Mercedes S nữa này anh chị, đấy còn rất là nhiều xe. Thì em lên sóng cho chị các bạn hôm nay là con Mercedes này, giá tiền thì đang chào bán là 435 triệu. Anh chị nào mà chuyên chơi hoặc thích những cái dòng gầm cao thì lấy cái mẫu xe Mercedes GLK này chạy cho nó ổn, cho nó lành anh chị ạ. Đấy, xe đây anh chị nhìn đây, cái ghế da của xe thì vẫn là ghế da zin nguyên bản luôn anh chị ạ. Nội thất của xe khá là đẹp, liền lạc. Và ngày xưa thì những cái dòng xe này thì mới anh chị biết là nó là đều khoảng ngay quanh tầm đôi tỷ. Và bây giờ chỉ có hơn 400 triệu thôi. Mà nội thất các thứ zin nguyên bản, máy zin, xe không có đâm va gì cả. Đúng không? Người ta chạy hết cấu ao cho mình rồi, bây mình mua về là chỉ việc chạy thôi. Không phải làm bất cứ gì nữa cả nhé. À, những cái chi tiết của xe thì bao cho chị liền lạc và không hề có một chút xước sát nhẹ nào cả. Bởi vì khi bên em về trước khi giao cho chị đánh bát đầy đủ hết rồi. Đấy, sàn lỉ này anh chị nhìn đây. Đấy, đời này thì sàn nó vẫn là sàn lỉ này. Đấy, mà chủ xe người ta giữ con này thì đánh giá là tương đối giữ xe, nên xe còn rất là đẹp luôn. Đây, ghế da, hàng ghế sau nó vẫn là ghế da zin theo xe luôn. Đấy, chỉ có 435 triệu cho cái mẫu xe này thôi. Nếu mà anh chị cũng như các bạn nào mà quan tâm cần một cái mẫu xe đi gia đình thì lấy mẫu xe Mercedes GLK này chạy cho nó ok này. Đấy, xe vừa về bên em hôm qua thì hôm nay em lên sóng cho chị các bạn luôn. Thì mặc dù là chưa rửa thì rất là đơn giản thôi, không có gì phải đứng đâu cả. Đấy, nội thất của xe thì bao cho chị các bạn rất là đẹp luôn. Đấy, anh chị cũng như là các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Mercedes GLK 300 2009, xe hiện tại đang có mặt tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, thì anh chị có thể alo trực tiếp cho em hoặc đến cửa hàng để xem xe chị nhé.